Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình an toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ngành đường sắt điều chỉnh quy định đổi trả vé tàu Tết. Các bệnh viện sẵn sàng ứng cứu tai nạn giao thông Tết Nguyên đán. Do ảnh hưởng dịch Covid-19, ngành đường sắt điều chỉnh quy định đổi trả vé tàu Tết Tân Sửu. Theo đó, đối với hành khách đã mua vé tàu chạy trong thời gian từ ngày 2 tháng 2 năm 2021 đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2021 có nhu cầu đổi trả vé, ngành đường sắt có các chương trình hỗ trợ tối đa cho khách hàng. Hành khách có thể lựa chọn một trong hai phương án. Phương án 1 là bảo lưu vé trong thời gian 1 năm, 365 ngày kể từ, từ ngày khởi hành ban đầu trong trường hợp hành khách có nhu cầu thay đổi thời gian và hành trình đi tàu sẽ được miễn phí chuyển đổi hành trình, chỉ thu chênh lệch giá vé nếu có. Nếu hành khách không sử dụng vé để đi tàu trong năm 2021 sẽ được hoàn lại toàn bộ tiền kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Phương án 2, đối với hành khách có nhu cầu trả vé ngành đường sắt sẽ thực hiện theo quy định hiện hành. Việc hoàn tiền cho hành khách sẽ được thực hiện sau 90 ngày tính từ ngày trả vé. Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã cận kề, tuy nhiên tại bến xe và ga tàu Thanh Hóa vẫn khách. Theo công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Bến xe Thanh Hóa, đơn vị khai thác các bến xe trung tâm thành phố Thanh Hóa, nếu như bằng thời điểm này năm ngoái, các bến đã phải chủ động tăng cường các xe dự phòng, tăng tần suất hoạt động, quay vòng chuyến, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, thì năm nay trên các xe vẫn còn ghế trống khá nhiều. Còn tại ga Thanh Hóa năm nay, số lượng vé đã sớm bán hết. Nhưng trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 như hiện nay, khách hàng đã đồng loạt trả vé. Thưa quý vị và các bạn, để cứu chữa bệnh nhân không may bị tai nạn giao thông được kịp thời, đến thời điểm hiện tại, nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã có kế hoạch bố trí lực lượng y bác sĩ túc trực 24 trên 24 giờ vào dịp Tết nguyên đán. Theo thông lệ, càng gần thời điểm Tết Nguyên đán, lượng phương tiện tham gia giao thông càng đông và phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đặc biệt, trong những ngày đầu xuân năm mới, người dân thường có thói quen sử dụng rượu bia, ý thức chấp hành giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế, nhất là lứa tuổi, thanh thiếu niên, không chấp hành nghiêm quy định an toàn giao thông. Đây cũng chính là những nguyên nhân làm gia tăng tai nạn giao thông so với ngày thường ông đi làm việc thì không may đi đến cái đoạn đường đó thì bị xe tốn vào về ông gái mất bốn xương sườn mà uh, tràn dịch phối nằm ngay cửa ngõ phía bắc thành phố thanh hóa là bệnh viện tư lớn nhất trong tỉnh hàng năm bệnh viện đã khoa hợp lực tiếp nhận và cấp cứu cho hàng ngàn bệnh nhân bị tai nạn giao thông nhằm đáp ứng kịp thời cấp cứu đối với nạn nhân tai nạn giao thông trong dịp tết nguyên đán bệnh viện đã khoa hợp lực đã có kế hoạch tăng cường y bác sĩ có chuyên môn cao huy động toàn bộ hệ thống máy móc, trang thiết bị y tế hiện đại như máy trợ tim, hỗ trợ hô hấp, đáp ứng nhu cầu cấp cứu kịp thời trong các trường hợp khẩn cấp. Khoa chấn thương, khoa sọ não, phòng mổ và các hệ thống cấp cứu là đều được chuẩn bị vật tư trang thiết bị y tế, thuốc men và các cái dụng cụ để mà chuẩn bị tiếp đón những bệnh nhân chấn thương. Các hệ thống cấp cứu cũng sẵn sàng những trường hợp mà bị tai nạn hoặc tai nạn hàng loạt đều có phương án để giải quyết. Tương tự, Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng đã lên kế hoạch sắp xếp lại vị trí khu khám bệnh và các khu điều trị sao cho phù hợp để sẵn sàng hỗ trợ kịp thời cho ekip trực cấp cứ cứu 24 trên 24 giờ. Ngoài việc phân công trực ở cả 4 cấp như trực lãnh đạo, chuyên môn, hành chính hậu cần và bảo vệ tự vệ, việc lên phương án nhằm vận chuyển nạn nhân tai nạn giao thông đến nơi gần nhất cũng đã được tính đến. Bệnh viện đã có lực thường trực 24 trên 24 giờ với đầy đủ trang thiết bị máy móc thuốc men thì bệnh viện cũng đã tổ chức được hai cái đội phản ứng nhanh để sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu. Ngoài công tác chuẩn bị của các bệnh viện, điều quan trọng người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông, đặc biệt đã uống rượu bia không lái xe để tránh tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra. Chuyên mục an toàn giao thông 24 giờ ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.